Chào các bạn đã quay trở lại kênh mình nhé. Và trước khi đến cái video ngày hôm nay thì mình xin có đôi lời muốn nói các bạn là mình cũng đã làm video được tầm 2 tháng rồi. Nói chung là sau 2 tháng vừa rồi thì mình cũng thấy này có nhiều bạn biết đến mình hơn và cũng có rất nhiều anh em gửi máy đến cho mình sửa. Mình thật sự mình cảm thấy rất là vui và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Do mình cũng mới làm thôi, thế nên là cái độ chuyên nghiệp cái video mình ra chưa có độ chuyên nghiệp cao đấy, thế nên là mình cảm thấy vẫn nhiều người vẫn chưa tin tưởng mình. Nhiều hôm trước mình có đăng mấy con máy lên thì nhiều người bình luận bảo nó lừa đấy, nó không bán đâu đấy, đến anh em chỉ hiểu thôi, những người nào mua máy của mình rồi mới biết được. Như ngày hôm qua em đăng lên tầm 6-7 con gì đấy, có một anh ở Nghệ An, tí em cho địa chỉ anh ấy, chỉ em xem, em xin phép em cho địa chỉ của anh ở Nghệ An cho mọi người xem. Thì em bán em bán thật, hôm trước em mua con XS Max 350 của hai em học sinh vào bán, mua 350 nó rất là rẻ đúng không, nếu là bình thường anh chị em sao mua được giá 350 đấy. Mình đăng lên mình bán 450, có một ông anh cũng chốt luôn, kể cả một con BlackBerry mà hôm trước mình mua, mình để mình mua 100.000 mình vất trong tủ lâu rồi 2-3 tháng rồi mình không bỏ ra, hôm trước mình sạc pin vào mình bán 200.000. Mình không biết nó sẽ hay lắm vì hàng đấy mình cũng không biết nắm giá cụ thể, mình đang 200.000 ai mua thôi. Thế thì anh tranh nhau mua, một anh ở Hưng Yên anh mua, nếu mà anh có xem video này anh có thể bình luận cho em cái cho người ta tin đấy. Những con máy thật sự là bây những video mình ra đấy nó chưa độ chuyên nghiệp cao, thế nhưng mà những cái tình cảm mình dành cho những video đấy là sự chân thật. Những con máy mình mua, ví dụ mình mua con này 500 đi, thôi mình mông má lên mình thay vỏ gọi là làm đẹp, vệ sinh đẹp mình đã bán 550-600, mỗi con mình 250-100. Mình nói thế vẫn chạy, mình nghĩ chắc nhiều người vẫn chưa tin đâu, nhưng mà khi mà các bạn theo dõi kênh của mình nhiều rồi các bạn sẽ hiểu mình làm tất cả là sự chân thật hết, nó không có gọi là lừa đảo với các bạn cả. Bây giờ vẫn còn nhiều bạn vẫn chưa tin tưởng mình mà mình bảo chuyển tiền cho mình thì các bạn bảo là liệu anh gửi cho em cục gạch thì sao, nếu anh lừa em anh không gửi cho em sao. Thì mình bảo rồi, khi nào các bạn thật sự tin tưởng kênh của mình các bạn hãy mua máy của mình, vì các bạn phải hiểu là ví dụ như con iPhone 6 mình mua 800.000 đi, mình sẽ bán cho các bạn 900.000 đúng không, nhưng mà nếu mình để tại quán mình có thể mình bán 1.2 triệu đấy, mình để tại quán mình bán rất cao hơn luôn đấy. Và tại sao mình bán rẻ hơn, vì mình bán trên cái kênh của mình đấy, bán vì cộng đồng, mình sẽ bán rẻ hơn, rẻ để những người chưa có điều kiện, những em học sinh chưa có điều kiện, những bạn nào nghèo hoặc là anh em bộ đội chưa có điều kiện sẽ có cơ hội để mua những máy đẩy cao, những máy iPhone 6 đấy, iPhone 7, những con máy rẻ. Cố gắng mình tạo điều kiện cho anh em, kể cả đợt vừa rồi mình có cái gọi là cái chương trình nâng cấp ổ cứng ấy, nâng cấp ổ cứng từ 16GB lên 128GB đấy. Vì hồi đấy mình có 6-7 cái ổ 128GB mình vứt vào rồi, giờ hôm đấy mình lục ra mình thấy nhiều ổ quá thì mình tăng là thấy 200.000, nâng cấp từ 16GB lên 128GB. Thì bình thường ấy nếu mà thợ mà cho các bạn ấy, mình khẳng định luôn, nếu thay không dưới 500.000, 500-600.000, nhưng mà mình chỉ thay 200.000 thôi, thay cho anh em trên cộng đồng trên kênh của mình 200.000 thôi. Thế nhiều khi mình có những cái buổi live stream mình tặng thẻ lạp ấy, những cái thẻ lạp mình tặng ấy, 50-100, mình buổi tối mình đã chỉ biết 1-2 triệu bạc cũng nghĩ đâu đấy, mình vẫn chưa được lợi lộc gì đâu. Nhiều anh em gửi máy về sửa đấy, những cái gì đáng lấy tiền thì đáng lấy, ví dụ một con iPhone 6 ấy, nên mình lấy cảm ứng, bình thường em nhận sửa ở đây thì là 300.000 cơ, nhưng mà anh em nào gửi máy ở xa này mình chỉ lấy 100.000 thôi. Đây là ví dụ như thế. Nhiều anh em gửi một con iPhone 6 về, hôm trước có một con anh ở trong miền Nam ấy, gửi cho mình con iPhone 6s, thì anh bảo là anh xem sửa được sửa không, sửa thì thôi thì mua máy mới. Thì mình bỏ ra mình cảm thấy con ấy sửa rất là dễ, nó chập phát mình búng tụ mình búng phát trong vòng 1 phút xong mình sửa xong. Thì mình nhắn tin cho anh ấy bảo là mình sửa xong rồi, anh rất cảm ơn, anh hỏi bao tiền mình bảo thôi mình hộ không lấy tiền, thì anh ấy cảm ơn mình rối rít luôn, vì anh bảo là trong đấy người ta báo 600, thật sự mình cũng không biết là nó bao tiền đấy. Nên anh chị em khi mà đã đến kênh với kênh của em, anh chị em phải hiểu em làm tất cả vì mọi người. Những cái cụm như hôm trước mình mua mấy cụm iPhone 6 này, đây iPhone 6 này,
iPhone 6 này có cả cam này, những cái cụm này, những cụm bên này cả lao, người ta quên mật khẩu đấy, quên mật khẩu cái lao đấy, thì người ta bán lại cho mình. Em mua 100.000 cái này nhé, 100.000 một cái này thì em có thể dựng lên, nhưng mà em có thể bán 150.000 đấy. Em hôm trước đăng 150.000 thì có hai em lặn đội từ mãi bên Hưng Yên sang, đi 60 cây sang, đọc địa chỉ quán mình em tìm tận quán mình, và em ấy mua hai form này thì giá 300.000 hai form, đúng không? 300.000 hai form thì mình đã cho em lấy hai bộ vỏ với bao của pin đấy, cho thêm vỏ với pin để em tiện lắp. Mình vừa rồi những cái vỏ cũ mình tận dụng, mình không tận dụng được thì mình vất đi cho làm gì cả, mình cho những bạn nào mà đam mê, muốn tìm tòi về nghề, muốn nắp ráp, muốn kiếm thêm, mình cho đi được. Ví dụ những gì mình có giá trị mình cảm thấy vất đi được, có đâu với những camera của 7V loop, camera set vào loop, cái camera set vào loop với tầm 300 bạc, mình cho được, đúng không? Mình vẫn phải làm kiếm tiền, mình không phải nhiều tiền đấy, mình không phải thừa tiền. Đến bây giờ em vẫn được thuê nhà, vẫn thuê nhà, vẫn chưa có gì trong tay đấy, nên anh chị em phải hiểu. Em làm ra kênh này, em nói lần nữa là em làm gì vì anh chị em, vì bà con nhân dân thôi. Sửa chữa cái gì em hỗ trợ thì hỗ trợ. Anh chị em nào không hiểu gì thì điện cho em rồi, bảo là anh ơi con này bị như này, anh giới thiệu hoặc là bạn chỉ cho mình tại sao như thế, thì mình sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Thứ hai như này là anh chị em như này, nhiều khi Zalo đấy, anh chị em nhắn tin ra Zalo em rất nhiều luôn. Thực sự là em bận quá, đến người em ngồi làm không thời gian, khi mà em rảnh tầm 12 giờ trưa em rảnh, em ngồi em lọc tầm 15 phút tin nhắn thì em trả lời được, những gọi là tin nhắn là cụ thể thôi. Còn những người lạ nhắn tin ấy thì thực sự em không kịp trả lời, thì anh chị em đừng trách em. Nhiều anh chị em bức xúc quá mắng em thì em không biết phải làm sao được, thì anh chị em phải hiểu giúp em. Khi mà anh chị em nhắn tin cho em không trả lời đấy, thì anh chị em khuyên thật đấy, anh chị em cứ nhắn tin nhiều vào, một hai tin không trả lời, anh chị em muốn nhắn 4-5 tin, 4-5 tin không trả lời, anh chị em nhắn tiếp 6-7 tin thì kiểu gì em cũng sẽ vào trả lời các bạn đấy. Vì khi các bạn nhắn tin nhiều thì nó sẽ dồn lại đấy, anh chị em hiểu chưa, nó dồn lại những tin nhắn, thành ra là các bạn sẽ lên đầu thì sẽ được trả lời. Nữa thì anh chị em muốn nói nhiều, thôi thì tạm thời em chỉ nói đây thôi. Thì em xin cảm ơn tất cả bạn, các cô, các bác, các anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Thì kênh của em bây giờ đạt được 7.000 sub rồi, thì nói chung là em cảm thấy mọi người cũng quan tâm đến em. Thì khi mà mình đã nhận được sự quan tâm mọi người đấy, thì em sẽ cố gắng hết mình, em sẽ tạo ra những clip thật là ý nghĩa, clip sửa chữa. Ví dụ anh chị em muốn yêu cầu em là tạo ra một clip sửa chữa đang dựng máy này, dựng máy nọ đi, thì ok, em sẽ thực hiện và làm rất là cực kỳ tốt. Em sẽ hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Có nghĩa là bây giờ em ăn nói vẫn chưa được lưu loát mấy, vì mình mới làm mà, ai mới làm cũng trải qua thời gian đầu nó hơi khó khăn, thì anh chị em phải hiểu, thông cảm cho em. Thì những anh chị em nào đã mua máy hoặc sửa chữa máy nhà em rồi, anh chị em sẽ hiểu. Nhiều khi anh chị em dùng máy 1-2 tháng rồi nó lỗi, anh chị em bảo là em có này tiếng lỗi này, em vẫn hỗ trợ em sửa chữa cho đấy. Em bán máy rẻ vì em sửa được, ví dụ những lỗi lặt vặt em có thể em làm được, chính tay em làm được, chứ không phải cầm đi đâu sửa cả. Thế là em có thể xử lý được những cái lỗi lặt vặt đơn giản đấy. Thì bây giờ em xin phép nói đây thôi, thì cảm ơn anh chị em một lần nữa. Bây giờ em sẽ có chương trình bán một con máy, một vài máy gọi là vớ vẩn thôi nhé. Ok các bạn, chào các bác nhé. Nói chung là trước đây em ấy cũng làm cái phụ kiện, thì em còn giữ ít phụ kiện, nói chung là cũng phải là không phải được thừa. Thì nhân dịp thì em gọi là chào mừng cái gọi là lên 7.000 sub, thì em xin phép tặng 10 cái tai nghe này. Đây, tai nghe này trị giá là 8.000 một cái, 8.000 cái này, nhưng mà tuy phần thưởng nó không là cao, nhưng mà tai nghe này em khẳng định là tai nghe này cực kỳ ngon luôn nhé. Tai nghe này nghe cực sướng luôn, nghe không khác gì cả. Tai nghe dành cho iPhone 5, iPhone 6 nhé. Đấy, tai nghe này em khẳng định luôn, nghe được cho cả Samsung với lại Oppo, tất cả các dòng máy trên 3.5 nhé. Thì những tai nghe này nghe rất là sướng luôn, em khẳng định nghe rất là sướng luôn, nghe như zin luôn. Tai nghe này thì em xin phép tặng thì cho những ai, còn 10 cái mình tặng cho những bạn nào mình cảm thấy là fan của mình,
những bạn nào cảm thấy hay theo dõi mình và cực kỳ nhiệt tình mình thì mình xin phép tặng 10 cái này, chúng cái là mỗi người một cái thôi nhá. Thì nói chung là tiền ship chắc thì tầm 20.000 thôi, thì anh em cố gắng mà chịu tiền ship nhá, chứ em chịu tiền ship nữa thì chết dở nhá. Thì em tặng cái này, bạn nào mà đồng ý lấy thì cứ bình luận ở dưới cái video này nhá, thì mình sẽ tặng video nhá. Mình để nhằm tri ân, nếu mà số người trên 10 người muốn tặng thì mình sẽ tăng thêm cũng có thể là 20, cũng có thể 20 cái tai nghe này. Đấy, đây tai nghe này, tai nghe rất là xịn xò luôn nhá, chứ không phải tai nghe vớ vẩn đâu. Có 80.000 thôi nhưng mà tai nghe này các bác chơi nghe không chơi đâu được, nghe như zin luôn. Đấy, phần thưởng tuy quần quà tuy không lớn thôi nhưng mà đây là tấm lòng của mình, nên mong các bạn đừng chê nhé. Đấy, mình xin phép để cắt cho bên. Đấy nhá. Cái bill này là cái bill của một anh ở Nghệ An. Anh ở Nghệ An, anh này anh tên Dương Văn Bình nhá. Anh ấy ở Diễn Châu, Nghệ An. Thì anh ấy đã chốt 3 con. Mình nói thật, mình bán thật nhé, không phải mình yêu các bạn đâu nhé. Anh Dương Văn Bình đây. Đây nhá. Anh ấy chốt nhá. Nếu mà anh Bình anh đọc được thì anh bình luận em để mọi người tin nhé. Anh chốt 3 máy, đó là con G700, con A3S vỡ màn hình và con Oppo Reno 9 là 450, G700 là 800. Đấy, anh chốt 3 con này nhé, 3 con luôn. Mình đâu có sẵn rồi thì sáng mai mình gửi cho anh đấy. Với lại đơn này của em Hoàng Anh Phong, em đã chốt con 6 lốc, à đâu, con 6 bypass là 600.000 nhé, em Hoàng Anh Phong nhé. Đấy, với lại em Đỗ Văn Hiếu ở Sơn La, bạn nhìn rõ không này, Sơn La đã chốt con 7 bất vân tay 128GB và con 6 plus 64GB. Đây, đấy, những con máy mình bán, mình khẳng định với bác các bạn mình bán thật nhé. Đây, hôm nay mình có mua là con 6 Bluetooth này, con 6 Bluetooth mất vân nhé. Con này mình bỏ bên trong thì benzin. Con này hôm trước nó bị liệt màn hình thì nó thay màn hình nhà mình. Đấy, thay xong nó cảm thấy chậm thì nó bảo là nó muốn bán, khách người ta muốn bán. Thế thì em nó mới bảo bán bao nhiêu thì mình hôm nay qua lại mình mua, thì thật sự mình tâm sự thật với các bạn là con này mình mua 1.4 triệu. Đấy, 1.4 triệu thì mình cảm thấy này wifi hơi yếu, thì mình phải thay các anten wifi nữa. Đấy là mình phải đầu tư tầm 1.5 triệu. Đây, cam kiếp hôm nay mình kiểm tra ok, nắp sim ok hết này, cam nét căng luôn. Đây, cam trước cam sau mình cảm thấy rất ok. Bên mình thấy nha, đây mình tháo cho các bạn xem luôn. Đây, bên jean luôn. Bên jean này, màn jean này. Qua mình thay cái màn xịn cho người ta nhé. Thay màn xịn cho người ta nhé. Đây, pin xem nào. Pin này 80% thôi. Thì mình xin phép mình bán con này cho các bạn 1.6 triệu nhé. Mình đầu tư vào 1.5 triệu rồi thì mình sẽ bán 1.6 triệu. iPhone 6 Bluetooth 1.6 triệu, các bạn thấy hợp lý không? Đấy, nếu mà hợp lý thì các bạn nào chốt thì liên hệ mình nhé. iPhone 6 Bluetooth 1.6 triệu. Mình đã lắp sim nhau rồi, mai mình tháo ra mình ra thay anten wifi nữa thì mình sẽ bán cho các bạn nhé. Các bạn hiểu là máy riêng máy móc ấy thì có ngày có nhiều, có ngày không. Đây, con iPhone 6 mất vân 6S này, 6S mất vân tay đúng không, 6S mất vân tay phiên bản 32GB. Con này mình đang lắp sim 36, mình dùng tạm, mình dùng thử. Mình con này mình xin phép mình bán 1.5 triệu nhé. Con này mất vân tay nhé, 6S quốc tế mất vân tay 32GB 1.5 triệu nhé. Đây, 6S quốc tế luôn nhé các bạn nhé. Con này mình dùng tâm loa này rất ok luôn nhé. Bạn nào cần thì inbox mình ok. Đấy, 6S. Nói chung là những con máy hôm trước mình iPhone 7 hôm trước 1.5 triệu đấy, có em Hương ở bên Thanh Hà em cũng đã sang tận nhà mình em mua. Đấy, tất cả những máy mình bán thật nhé. Nên là không một ai, đừng nên nghĩ là
mình bán ảo nhé. Đây này, một con 5S mất email này. Con 5S mất email này của em này, em vợ em mua này. Và hôm trước mình có 400 nhé. Em này này, này. Em ở Vĩnh Phúc nhé, Nam Giáp, Đức Bắc, Sông Lao, Sông Lô, Vĩnh Phúc nhé. Đã chốt con này 400.000. Đây, thì mai mình gửi cho bạn ấy nhé. Mình bán thật. Có nghĩa là các bạn phải hiểu như này. Nhiều khi các bạn gọi cho mình hoặc là nhắn tin cho mình ấy, mình không trả được, lời được thì các bạn thông cảm cho mình. Vì đến lúc đấy mình đang bận làm sao, mình đang tiếp khách, mình đang bận làm, mình không trả lời được, thì anh chị em phải thông cảm cho em. Nên là anh chị em mình phải mong một điều là anh cực kỳ là mong là anh chị em thông cảm giúp em. Anh chị em không gọi được cho em thì lúc này không gọi được thì anh chị lúc khác gọi, lúc khác không gọi được thì lúc khác nữa anh em gọi. Chứ đừng nghĩ là em nhiều khi không trả lời được thì anh chị em thông cảm. Em không trả lời được là khi anh em phải hiểu là em nhiều việc như thế, em bận như thế, không trả lời được là điều quá bình thường luôn. Thì mình bận thì khi các bạn bận thì các bạn sẽ hiểu là người khác nhắn tin không muốn trả lời, không trả lời được. Đấy, đấy thì nói chung là video ngày hôm nay em ra thì ngắn gọn thôi. Còn đâu nhiều anh em là thật sự là em biết là anh em mong em lên máy để bán đấy. Thế nhưng mà thì em sẽ để dành. Bây giờ một ngày em sẽ ra video một lần hoặc là hai ngày em sẽ ra video một lần. Thì hôm nào có máy thì em sẽ đăng lên cho anh chị em. Nói chung tạm thời hôm nay thì em chỉ như này thôi. Còn đâu là có đôi lời tâm sự với anh chị em thôi. Còn đâu là nếu mà anh chị em mà ủng hộ em thì cứ tiếp tục đăng ký kênh em. Và đây em cũng có món quà tặng anh chị em đây. Thì cảm ơn anh chị em đã ủng hộ em thời gian vừa qua. Thì chúc anh chị em bà con thì mạnh khỏe hạ. Thì và phát đạt làm ăn trong cuộc sống thì làm ăn gặp nhiều may mắn. Chào tạm biệt các bạn trong video ngày hôm nay. Và hẹn video ngày đợt sau mình sẽ bán cực kỳ nhiều máy luôn nhé. Hôm nay mình có máy thì mình chưa bán, mình để dành nhé. Ok, cảm ơn các bạn.